Hà Hải Anh, Bắc Giang, Cố Đỏ, Đặng Nguyễn Kim Bảo, Nghệ An, Cố Xanh, Hai Đô và Sới. Hai Đô xe đạp. Hai đôi chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Ra ngoài rồi, vào giữa sới. Vào giữa sới. Huấn luyện viên của Nghệ An khiếu nại. Mời trọng tài bảo. Mời hai đấu tạm nghỉ về ghế nghỉ chúng tôi. Bên nào nhiều người là phần đa phần là thắng, còn bên phần môn phần là thua. Cũng là hai bên ngang bằng nhau là vật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai đầu vào sới. Chúng tôi xem lại băng hình cũng như hội ý trọng tài ở tình huống vừa rồi, kỹ thuật gồng của đô khố xanh. Khi đó hai đô ra ngoài, có bộ phận ra ngoài rồi mí đô khố đỏ mới nổi chân. Như vậy trận đấu tiếp tục. Lần thứ nhất không tấn công mà chỉ lùi. Trận đấu tiếp tục. Yeah.
Hết thời gian nghỉ, hai đội vào thi đấu hiệp 2. Hiệp 2, bắt đầu. Và giữa sới, lưu ý đỏ không lùi ra ngoài. Và giữa sới. Và luôn. Trận đấu tiếp tục. Tiếp tục. Với kỹ thuật nhấc nổi đối phương, đô Nguyễn Kim Bảo của Nghệ An, Khố Xanh thắp được.